Hello mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu với chị một trong những cái cây rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất là đẹp. Cây này là một trong những cái dòng hát nhân tướng. Hát nhân tướng nha mọi người. Cái này thì em có thể chia được cho anh chị hai lá nè. Lá này thì nó đứng lá rồi, hai lá hoặc là nguyên chậu luôn. Hai lá hoặc nguyên chậu. Nếu anh chị nào chốt nguyên chậu thì em sẽ bán nguyên chậu. Nếu anh chị nào chốt hai lá em sẽ bán hai lá nha. Đây, mặt bông của nó là một trong những cái dòng hát nhân tướng luôn mọi người. Cái cánh của nó lên hạt rất là đẹp nha. Cánh của nó lên hạt rất là đẹp, cũng đã nở hoa tại nhà em luôn rồi. Hàng này cũng là hạt cát siêu tầm nha mọi người. Cây rất là khỏe và đẹp nha. Đây là một trong những cái cây đáng chơi, đáng chơi và đáng siêu tầm. Anh chị nhìn cái cánh của nó đó, nổi hạt 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 rất là đẹp, mà nó có gân rất là đẹp, hát nhân tướng nha. Nếu mà hai lá này thì em sẽ chia sẻ với mọi người giá là 700. Hai lá này giá là 700 ngàn. Nguyên chậu thì em bán 1 triệu thôi. Tại vì cái thân cuối này mất mắt rồi. Nguyên chậu này em bán cho anh chị siêu tầm là 1 triệu nha. 1 triệu một chậu. Hai lá thì 800 nha. Hai lá thì 700 thôi. Bán giá mềm cho anh chị siêu tầm. Tại vì cũng có một chậu này thôi chứ không có nhiều. Mặt bông của nó rất là đẹp. Cũng là một dòng lai nổi tiếng luôn nha anh chị. Hát nhân tướng nha. Thường cái dòng lai hát nhân tướng này á, nó ra được nhiều cái mặt bông xuất sắc và đáng chơi lắm nha mọi người. Cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi luôn. Cứ một mẫu như thế này em chỉ có chia cho anh chị được hai lá hoặc là một chậu thôi. Nhưng mà thôi bán một chậu đi cho mọi người chơi. Một chậu thì anh chị mua với cái giá sẽ mềm hơn. Một chậu thì em chia sẻ với mọi người 1 triệu nha. Một hai lá cái thân này nó, cái mắt hũ này nó hơi đen đen nè, mắt còn xài được không? Thấy nó vẫn còn xài được. Nhưng mà cái thân cuối là hết mắt rồi nha. Nó khoảng còn tầm được 3 đến 4 thân. Thì một chậu như thế này là 1 triệu nha mọi người. Mặt bông cực kỳ xuất sắc luôn. Anh chị nào mà yêu thích cái cây hát nhân tướng này á, thì nở hoa tại nhà em rồi nha mọi người. Anh chị nào yêu thích cái cây hát nhân tướng này thì bấm chốt thì gọi điện thoại cho em nha. Hoặc là nhắn tin Zalo cho em cũng được. Nếu mà mình không nhớ mặt hoa. Đó, trong này thì chỉ có một chậu để cho mọi người chơi thôi. Cây rất là khỏe và đẹp nha mọi người. Chúc mọi người siêu tầm được những cái mặt bông đẹp và xuất sắc nha.